nói đến một điều rất là tự hào, đó là cái cơ cấu cộng đồng của chúng ta rất là chặt chẽ trong cái việc mà chúng ta tranh đấu cho Việt Nam có được tự do dân chủ hay là nhân quyền, thì chúng ta có là một cái quan hệ rất là mật thiết đối với lại chính phủ. And I say that in with all my heart. Tôi nói với tất cả trái tim mình rằng đất nước này sẽ nghèo hơn nếu chúng ta không có người Việt Nam ở đây. Ngày 26 tháng 4 năm 1976, một chiếc tàu đánh cá nhỏ bé chở đầy người Việt Nam đi vào hải cảng Darwin ở miền Bắc nước Úc. Đó là câu chuyện tàu Kiên Giang của những thuyền nhân đến thẳng Úc đã được các cơ quan truyền thông như BBC, VOA, RFI và Radio Australia loan tải về Việt Nam. Ngày nay, Viện Bảo tàng tại Darwin còn lưu giữ một trong những chiếc tàu đầu tiên chở người Việt tị nạn đến nước Úc, đó là tàu Thịnh Vượng. Khi nhìn lại chiếc tàu Thịnh Vượng, người tị nạn tại Úc không ngờ mình đã trải qua một khúc quanh bi thảm trong dòng lịch sử dân tộc. Một chiếc tàu mong manh, chất đầy người, chơi vơi giữa biển cả. Người Việt đi tìm tự do giữa hiểm nguy rình rập của bão tố, đói khát và hải tặc. Không phải tất cả đều đến được bến bờ tự do. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển khơi. Hành trình đi tìm tự do phải trả bằng giá của sinh mạng, của phân ly và nỗi kinh hoàng kéo dài nhiều năm. Bao nhiêu năm chiến tranh, chỉ một ngày đáng nhớ. 30 tháng 4 năm 1975, bởi vì thảm kịch phân ly đã phủ lên toàn đất nước, vượt ra ngoài biển khơi. Trên 15 quốc gia đã đón nhận và giúp cơ hội cho hơn 4 triệu người Việt tị nạn để xây dựng cuộc sống mới. Một đoàn tàu đầu tiên của nước Anh đã đến vịnh Botany vào năm 1788, mang theo những người bị kết án từ nước Anh để thiết lập một thuộc địa hình sự, thuộc địa đầu tiên trên lục địa Úc. 6 thuộc địa được hình thành sau đó: New South Wales, Tasmania, West Australia, South Australia, Victoria và Queensland. Các thuộc địa này đã được trưng cầu dân ý để hợp nhất thành liên bang vào năm 1901. Khối Thịnh Vượng chung của Úc ra đời như một chế độ quân chủ lập hiến liên bang gồm 6 tiểu bang và 10 vùng lãnh thổ. Nước Úc đã có một hồ sơ lâu dài và nhiều lúc không mấy tốt đẹp về chính sách kỳ thị chủng tộc với người thổ dân. Qua đạo luật đầu tiên gọi là Đạo luật hạn chế di dân năm 1901, làm nền tảng pháp lý cho chính sách một nước Úc da trắng. Năm 1958, đạo luật hạn chế di dân được tu chính và tiếp tục được tu chính một lần nữa vào năm 1966 bởi chính phủ liên đảng của Thủ tướng Harold Holt, cho phép di dân không thuộc nguồn gốc châu Âu có thể đến định cư tại Úc. Và sau cùng năm 1972, chính phủ lao động Gough Whitlam tuyên bố hoàn toàn hủy bỏ chính sách một nước Úc da trắng. Nước Úc có tên chính thức là Thịnh Vượng Úc, bao gồm đại lục Úc Châu và nhiều đảo nhỏ, có diện tích là 2.941.300 dặm vuông, lớn hàng thứ 6 trên thế giới. Thống kê dân số nước Úc năm 2020 là 25.458.623 người. Canberra tuy không là thành phố lớn nhất nhưng được chọn làm thủ đô bởi vị trí trung tâm giữa Sydney và Melbourne.
nước Úc nổi tiếng về những thắng cảnh thiên nhiên, bãi biển đẹp và nhiều sa mạc. Các thành phố lớn nhất là Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth. Quốc gia này được xem là địa điểm an toàn, hiếm thấy khách du lịch là nạn nhân của tội phạm. Khắp nơi trên nước Úc, thường thấy xuất hiện con kangaroo và con emu, là biểu tượng mang ý nghĩa một đất nước không ngừng tiến tới. Châu, sự hình thành cộng đồng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn. Hầu như bất cứ ở giai đoạn nào cũng có sự đóng góp của thế hệ thứ nhất. Ngày nay giới trẻ Việt chỉ nhìn thấy một cộng đồng người Việt phát triển với những sinh hoạt hữu hiệu và mối tương quan mật thiết với chính giới Úc. Nhưng họ ít biết đến cuộc hành trình đầy chết chóc của thế hệ tiên phong. Song song với bối cảnh chính trị đầy sóng gió của xã hội Úc vào thời điểm đó. Một chính phủ đầy ác cảm với người Việt của Thủ tướng Gough Whelan kéo dài đến ngày 10 tháng 12 năm 1977 khi ông Malcolm Fraser đắc cử. Kết quả, khoảng chừng 50.000 người Việt được ông Fraser cho định cư từ các trại tị nạn Đông Nam Á và tiếp tục nhận thêm 50.000 người Việt sau khi ông Bob Hawke lên làm thủ tướng. Trước năm 1975 không có một cộng đồng người Việt tại Úc. Và trong khoảng thời gian mà tháng 4 năm 75 thì chỉ có khoảng 1.000 người Việt định cư tại Úc, trong đó khoảng 700 người là sinh viên du học dưới chương trình Colombo. Tổ chức cộng đồng người Việt tị nạn dưới nhiều tên gọi khác nhau đã được thành lập rất sớm tại Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Perth và Canberra. Nhưng không có tổ chức nào có thể nhân danh tập thể người Việt khi cần phát biểu với giới truyền thông hay vận động chính giới và chính phủ liên bang. Sau khi tham khảo ý kiến, một phiên họp được tổ chức tại Canberra vào ngày 26 tháng 12 năm 1977. Gồm đại diện các tổ chức của New South Wales, Victoria, Tây Úc, Queensland và Canberra. Kết quả phiên họp đi đến việc thành lập cấu trúc liên bang với danh xưng Liên hội Ái hữu Việt Kiều Tự do, sau này đổi tên là Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc Châu. Từ tháng 12 năm 1977 cho đến bây giờ thì Cộng đồng Người Việt Tự do đã sinh hoạt một cách hữu hiệu và chúng tôi đã có 8 chủ tịch liên bang. Chủ tịch đầu tiên là tôi, Lưu Thường Quang. Chủ tịch thứ nhì là bác sĩ Bùi Trọng Cường. Chủ tịch thứ ba là ông Võ Minh Cương. Chủ tịch thứ tư là ông Đào Việt Trung. Chủ tịch thứ năm là bác sĩ Nguyễn Minh Tiến. Chủ tịch thứ sáu là ông Nguyễn Thế Phong. Chủ tịch thứ bảy là luật sư Võ Trí Dũng. Và chủ tịch hiện giờ là kỹ sư Nguyễn Văn Bon. Mục tiêu theo tôi nghĩ là bao gồm cái việc trước kia là định cư và nhập cư của người Việt tị nạn, và sau này là cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt, tiếp tục vận động chính trị, tiếp tục tạo cái môi trường để có thể có được cái ảnh hưởng nào trong cái vấn đề dân chủ hóa tại Việt Nam.
nhiều thì giờ cho những người tị nạn đã đến sau mình ở trong những trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á cũng như là ở Hồng Kông. Thủ tướng Gough Whitlam đã tuyên bố thẳng là không chấp nhận bất cứ một người tị nạn nào đến từ Việt Nam. Nhưng khi ông Malcolm Fraser lên thay thế, thì ông nói rằng chúng ta đã giúp họ bảo vệ tự do và dân chủ cho Việt Nam, nhưng chúng ta đã không thành công. Bây giờ chúng ta phải bảo vệ họ và lo lắng cho họ. Nhờ đó, số người Việt tị nạn được định cư tại Úc từ con số 2.437 người năm 1976 tiếp tục gia tăng cho đến ngày nay gần 300.000 người. Ông Fraser trở thành ân nhân lớn của cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Cái cộng đồng Việt Nam của mình là cái cộng đồng hội nhập rất là nhanh. Người Việt Nam chúng ta thành công là vì vấn đề thứ nhất là cần cù, thứ hai nữa là cha mẹ có một cái sự giáo dục trong gia đình rất là vững chắc. Có một cộng đồng vững mạnh phải có sự hướng dẫn của những người có thể là nằm trong cái ban chấp hành cộng đồng để đương đầu với tất cả mọi nghịch cảnh. Nên chúng tôi muốn có ban chấp hành cộng đồng liên bang và tiểu bang để bảo vệ và đấu tranh cho những quyền lợi của người Việt trong những ngày đầu định cư. Cộng đồng mỗi tiểu bang đều có văn phòng cộng đồng do chính phủ tài trợ và có những nhân viên để giúp đỡ người Việt định cư trong giai đoạn đầu đó. Thời gian đó họ quyết định là họ sẽ thâu những cái chương trình tin tức của các quốc gia trên thế giới. Thì mọi người đều biết là chương trình tin tức của VTV4 phần túy là tuyên truyền. Ông Đoàn Việt Trung cho biết cộng đồng Việt Nam tại Úc đã vận động quần chúng và truyền thông mở cuộc đấu tranh và biểu tình trước trụ sở đài SBS. Cộng đồng cho rằng đài nhận tiền của chính phủ, tức là tiền thuế của người dân, trong đó có người Việt, thì đài phải nằm dưới sự giám sát của Thượng viện. Cuối cùng, cộng đồng đã áp lực được SBS hủy bỏ chương trình phát thanh của Cộng sản Việt Nam. Từ đó trở đi họ có cái chính sách là từ nay trở đi trước khi làm những chuyện tương tự như vậy, họ sẽ hỏi ý kiến dân chúng trước. Những người lãnh đạo cộng đồng phải có viễn kiến và phải có sự vô tư, phải có thực sự, có công tâm, có thiện trí. Nếu không có tâm, nếu có những cái hậu ý thì tự nó đã làm hỏng công chuyện rồi. Bên này chúng tôi có tổng hội sinh viên thì là VSA, nhưng họ thì họ có VOSA, thì hai hội này họ sinh hoạt không có dính líu gì với nhau. Thể theo nước Úc này, chính phủ nói là anh phải tôn trọng cái giá trị của nước Úc này. Chính phủ Úc luôn luôn khuyến khích các du sinh phải hội nhập với cộng đồng ở đây, chứ phải cộng đồng ở đây hội nhập với cộng đồng du sinh. 99% du sinh đều muốn ở lại nước Úc này. Và cộng đồng là những cái ở Úc Châu này, những cái dù gì đó, cộng đồng liên bang Úc Châu có những cái cộng đồng tiểu bang lãnh thổ. Và dưới cái dù là có những cái hội đoàn thể. Cộng đồng Úc Châu này khi làm việc họ rất là kháng khích với nhau. Trong 4 thập niên qua nó không phải nó chỉ đơn thuần là chúng ta đi chống cộng rồi chúng ta không có sự thay đổi nào cả. Cũng vì những cái sự thay đổi đó nó làm cho chúng ta làm việc một cách khôn ngoan hơn và thông minh hơn để nó có cái hiệu quả tốt hơn. Một cái phương diện khác nữa đó là trong cái việc mà chúng ta tranh đấu cho Việt Nam có được tự do dân chủ thì chúng ta có là một cái quan hệ rất là mật thiết đối với lại chính phủ. Cộng đồng người Việt tại Úc với nhân số khoảng 2.000 người năm 1975, nhưng sau hơn 45 năm đã lên đến gần 300.000 người. Sự lớn mạnh về mọi phương diện của cộng đồng phát xuất từ một nền tảng tổ chức chặt chẽ,
chủ trương bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc, và với một viễn kiến là đào tạo thế hệ trẻ thành những người lãnh đạo tiếp nối thế hệ thứ nhất. Từ những thuyền nhân đi tìm tự do trên những con thuyền mong manh, ngày nay họ đã gây kinh ngạc cho người bản xứ về nỗ lực hội nhập nhanh chóng vào xã hội Úc, đạt được những thành công đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực từ kinh tế đến văn hóa và xã hội cho quốc gia đa sắc tộc này. Xứ này dân số nó ít cho nên là chính phủ người ta hỗ trợ chúng ta phải học hỏi phong tục tập quán, ngôn ngữ, rồi công ăn việc làm. Người Việt đây rất là đoàn kết với nhau, đi xứ lạ quê người mà cái vấn đề khó khăn là vấn đề ngôn ngữ, cho nên là có chuyện gì người ta giúp đỡ lẫn nhau. Thì lần đầu tiên em gặp được là cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Úc trong năm 2002. Từ đó thì em cũng rất thích tham gia rất là nhiều, nhưng mà vì công việc và gia đình, nhưng gần đây thì em tham gia rất là thường xuyên. Tôi là một trong ba gia đình tới nước Úc, thành phố Darwin đầu tiên. Ông cho biết gia đình ông được sự bảo trợ của United Methodist Church. Nhờ đó ông và các thân hữu tị nạn đã tổ chức được một nhóm nhỏ như một cộng đồng bán chính thức. Trong giai đoạn đầu tiên đó, người Việt đầy nhiệt huyết tương trợ lẫn nhau. Ông cũng muốn gửi gắm đến cộng đồng một điều sau đây. Làm sao để cho cái giới trẻ họ thấy được cha ông của họ đã nỗ lực hết sức trong cái giai đoạn đầu tiên để mà gây dựng được cho được cái cộng đồng. Chúng tôi luôn luôn nói rằng thế hệ thứ nhất là chúng tôi, là cái thế hệ khai phá. Thế hệ thứ hai là thế hệ phát triển. Cái cộng đồng người Việt của miền Bắc Úc lúc đầu là những người lớn tuổi như chúng tôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi rất là vui mừng cái thế hệ một nửa của chúng tôi. Những bạn trẻ mà các anh các chị đã thấy được ngày hôm nay. Bố mẹ tôi là từ miền Bắc di cư vô miền Nam 54. Lúc đó tôi còn nằm ở trên Tây. Và tôi lớn lên trong miền Nam. Và tôi cũng đã trở thành người lính của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Văn Trùng đã vượt biển 3 lần qua những hành trình gian nan vào tù ra khám trước khi đến được bờ tự do tại Úc. Sâu xa hơn nữa, tôi cũng đã trưởng thành trong cái nghề nghiệp để giúp lại cái đất nước này. Rất may mắn có được một cộng đồng cho những người tiền nhiệm đã gầy công dựng lên hơn 4 thập niên qua. Cái tâm nguyện của chúng tôi là bảo tồn, phản ảnh qua những cái cách sinh hoạt về văn hóa, xã hội, giáo dục, những cái sinh hoạt truyền thống như lễ Hai Bà Trưng, giỗ tổ Hùng Vương ngày 30 tháng 4, giúp cho các em hiểu biết thêm về truyền thống và văn hóa của mình. Thì qua cái chức vụ của mình, Khai Hoàng có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều đồng hương cũng như tất cả các cấp chính quyền từ tiểu bang, liên bang và cả local nữa, yêu cầu chính quyền phải giúp đỡ và phản ứng lại những yêu cầu của cộng đồng. Chính quyền có đầy đủ funding, chính quyền có đầy đủ quyền lực và họ còn có thể giúp đỡ cộng đồng của chúng ta tiếp xúc và làm áp lực với chính quyền của Việt Nam Cộng sản nữa. Nhưng chỉ vì chúng ta chưa có làm đủ và chúng ta chưa có lên tiếng đủ và do đó cái kết quả thì chưa được như mong muốn mà thôi. Chúng tôi đi là do người quen giới thiệu môi giới. Câu chuyện vượt biên bằng đường bộ của cô Lê Gọi Ánh là một hành trình cam go băng rừng lội suối, đối mặt với hiểm nguy tính mạng tại
biên giới Campuchia và Thái Lan. Cô đã liều mạng sống để cuối cùng mẹ con đến được trại tị nạn Thái Lan. Mặc dù là mình được sống trong cái đất nước tự do, bản thân mình bây giờ gia đình, con cái đồ tất cả đều đã thành đạt, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ đến quê hương. Trong một chuyến công tác tại Thái Lan, ông Lâm Xuân đã chứng kiến hàng ngàn người Việt trốn thoát khỏi Việt Nam đến tị nạn tại Thái Lan, sống trong tình trạng thiếu thốn mọi thứ và vô vọng về tương lai. Sau khi trở về Úc, ông cùng một số thân hữu đã vận động thành lập một nhóm yểm trợ cho những nạn nhân bất hạnh này. Trước khi đi Thái Lan thì chúng ta có một buổi họp rồi gom góp tiền bạc lại, tiền túi lại với nhau để mà quỹ lạo cho đồng bào. Tất cả những chi phí, máy bay hay là chỗ ở, ăn uống là tất cả chúng ta là tiền cá nhân. Chúng ta may mắn là cả nhà nước đã để ý đến chúng ta rất nhiều, là tại vì chúng ta hoạt động rất thành công trong xã hội, đóng góp cho xã hội đa văn hóa. Và đặc biệt như hội chợ Tết, chúng ta gây một cái tinh thần Việt Nam là tất cả các thủ hiến cũng dân biểu, các quan khách, dân biểu địa phương, liên bang và tiểu bang đều mặc áo dài để chứng tỏ cái sự gắn bó của họ đối với cộng đồng người Việt. Những hội đoàn đấy rất là support cho cộng đồng, thì cái điều tôi rất là hãnh diện và cũng rất là may mắn là được làm trong cộng đồng trong thời gian sau năm qua. Quan niệm của chúng tôi vẫn coi cộng đồng như là một cái dù, để tất cả mọi người cùng sinh hoạt ở trong cái dù đó thì mới tạo nên được cái sức mạnh. Cộng đồng là cái nôi mà chúng ta hải ngoại này cần phải giữ lấy để không cho cộng sản ở bên Việt Nam xâm nhập vào cộng đồng chúng ta được. Làm sao để có thể đầu tư vào giới trẻ? Các cái hội đoàn, đoàn thể ở đây càng ngày càng lúc ít hơn, nhưng cộng đồng thì càng lúc càng cần phải mạnh hơn. Riêng về vấn đề giáo dục, đó là cái nôi để các em có thể nung nấu tinh thần quốc gia. Chúng tôi khuyến khích các bạn trẻ tham gia vào những công tác giáo dục. Cô Trần Mỹ Vân là chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam du học tại Úc theo chương trình Colombo trước năm 1975. Lúc đó đương kim chính phủ là ông Quý Lợi, theo cộng sản vô cùng. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cô đã có mặt tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Canberra vào phút cuối cùng khi ông đại sứ Đoàn Bá Cang rời khỏi văn phòng làm việc. Ông và tôi chỉ là ôm nhau, không nói một lời. Tôi thì tôi khóc. Sau đó ông ấy cho mình đi coi một cái dòng sứ quán. Ông hỏi con muốn lấy gì con lấy, mình lắc đầu. Chị ông nói, được rồi, con lấy cuốn sách này đi. Tôi lấy là tại vì trong đó có cái chữ Embassy Việt Nam, Republic of Việt Nam. Cái ngày mà ông Thủ tướng Quý Lâm bị cách chức, tôi mừng vô hạn. Mừng là tại vì ông này đối với tôi dù ông rất tốt, với tốt nước Úc, nhưng mà ông rất là nhẫn tâm đối với sinh viên Việt Nam thời đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đặt cái nền tảng pháp lý cho sinh hoạt cộng đồng, để mà thứ nhất là duy trì cái văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, và thứ hai là cái tinh thần quốc gia, dân tộc, và thứ ba làm sao để tạo được cái cơ hội để mà giúp đỡ bà con để mau chóng hội nhập vào cái tiến trình định cư ở xứ người. Cái vai trò của văn phòng xã hội phúc lợi của cộng đồng đó thì chủ yếu là để cung cấp những dịch vụ chuyên môn về sức khỏe xã hội cho người Việt Nam cũng như người từ các sắc dân mà không nói tiếng Anh. Về ngân quỹ điều hành, cô cho biết chúng tôi có 4 ngân quỹ chính. 2 ngân quỹ lớn nhất là đến từ các chính phủ liên bang và tiểu bang. Cái ngân quỹ thứ ba là cái ngân quỹ đến từ các chính phủ địa phương,
nguyên cụ cuối cùng đó thì nó cũng khá đặc biệt, đó là cái hình thức chúng tôi đi bán dịch vụ cho những cái cơ quan chính mặt tại đây. Tôi nghĩ là để mà có thể cho các cái thế hệ sau này đó tiếp nối được cái chí hướng cũng như cái lý tưởng quốc gia dân tộc, là mỗi một người, nhất là những người mà đi ra làm việc công khai đó, phải giữ tư cách mình đàng hoàng. Và cái thứ hai đó, phải biết đó mình đang làm cái gì. Và cái thứ ba đó, phải biết cái phương tiện, cái điều kiện trong tay mình có đó là cái gì. Một khi bạn có sự đóng góp và tham gia, thì cuộc sống của bạn trở nên trọn vẹn và phong phú hơn. Vì vậy, tôi khuyến khích những bạn trẻ hãy tham gia dần dần. Một số bạn đã tham gia khi còn khá trẻ và có thể sẽ tham gia vào những thời điểm khác nhau. Tôi khuyến khích họ tham gia ở những nơi họ có thể. Chỉ cần tham gia một chút cũng được kết nối với một cộng đồng rộng lớn. Get connected with the wider community. It is very important for young. Đối với các bạn trẻ Việt Nam, dù ở Úc hoặc ở Mỹ, Canada hoặc bất cứ nơi nào khác, điều rất quan trọng là bạn cảm thấy tự hào về văn hóa Việt Nam. Không có gì phải xấu hổ vì chúng ta thuộc một nền văn hóa tuyệt vời và chúng ta có thể làm rất nhiều việc cho nước Úc hoặc bất cứ nơi nào bạn sống. Hãy tự hào về văn hóa của bạn và dùng cơ hội đó để tham gia vào xã hội nơi bạn sống và quảng bá văn hóa Việt Nam. And promote the Vietnamese culture. So với những cái quốc gia khác trên thế giới, nơi mà có nhiều người Việt sinh sống, thì cũng chưa thấy cái nơi nào có một cái cơ cấu cộng đồng người Việt mà chặt chẽ và đoàn kết giống như là nước châu. Tham gia với ban chấp hành cộng đồng ở Queensland, thời đó là mới ra chưa đầy 40 tuổi, mà bây giờ nó đã 70 rồi. Từ 75 cho tới 85 là một thời gian mà tất cả gần như người Việt Nam chỉ biết nghĩ đến làm thế nào để trở về quê hương Việt Nam. Không phải là không có những cái ẩn tiền của đảng viên cộng sản, nhưng mà trước cái sức mạnh của người tị nạn, và người tị nạn vẫn còn, cho nên họ nằm im. Cái cuộc đời sinh hoạt của tôi mà với cộng đồng người Việt đó, nó bắt đầu từ ở bên Tân Tây Lan, là nơi mà tôi đi du học từ năm 1969. Người sinh viên Trần Hưng Việt đã trải qua những ngày hoang mang cho đến 30 tháng 4 năm 1975, thì chính thể miền Nam sụp đổ. Thưa các anh chị, là nhờ hùng thiên sông núi dẫn dắt mình, là không thể chấp nhận được cái chế độ đó. Tôi ở biển, từ Cần Thơ và đi bằng chiếc ga bầu. Sau 7-8 ngày lâm đông trên biển thì tàu Malay đã cứu để mà đưa tới trại tị nạn Bulatanga. Thì cái nơi đầu tiên chúng tôi đến là Melbourne, tiểu bang Victoria. Lúc nào tôi cũng muốn làm những cái việc thiện nguyện để đóng góp cho cái nước Úc đã mở vòng tay đón gia đình chúng tôi đến đây. Hiện tại bây giờ tôi là nghị viên của thành phố Melbourne, ở vùng miền Tây Melbourne. Cuối năm 79, chúng tôi đã vượt biển tìm tự do, và Darwin là một cái quê hương, một cái chỗ cho chúng tôi trú ẩn. Thì chúng tôi đặt chân đến Úc, cùng với một số các anh em, chúng tôi cũng đã thành lập một cái văn phòng tên là Hiệp hội Tương trợ Người Đông Dương. Đó là một cái cơ quan bất vụ lợi và chúng tôi đã giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta trên nhiều phương diện khác nhau.
chúng ta đến Úc đại đa số là người Việt tị nạn cộng sản. Chúng ta có cùng một cái lập trường, một tư tưởng và có cùng một cái hướng nhìn. Cho nên khi mà chúng ta thành lập cái nhóm gọi là cộng đồng để đại diện, thì cái nhóm đó họ có một cái ảnh hưởng rất là mạnh. Tuy nhiên về sau này, có thêm những thành phần người Việt định cư do gia đình bảo lãnh hay du học sinh kết hôn để được ở lại Úc. Họ không có những kinh nghiệm sống chết trên đường tìm tự do, không khởi đầu bằng hai bàn tay trắng. Vì thế, họ ít quan tâm đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do. Tôi luôn luôn trân trọng cái giá trị tự do ở tại đây, cho nên tôi không bao giờ coi đó là một cái sự tự nhiên nó xảy ra, mà mình phải trả bằng một cái giá rất đắt. Cộng đồng của Lân Cồng là một trong những sáng lập viên của cộng đồng liên bang, và do đó chúng tôi có một ban chấp hành riêng đến ngày hôm nay. Cô cho biết người Việt đặt chân đến Glogo vào năm 1978. Vừa lúc thành phố này có một công ty thép thâu nhận nhiều nhân viên người Việt mà không đòi hỏi kỹ năng và chuyên môn. Thành phố đã thu hút nhiều người Việt đến đây và có lúc đã lên đến 20.000 người. Tuy nhiên về sau công ty đã giảm hoạt động, công nhân đã lớn tuổi và giới trẻ có khuynh hướng di chuyển về New South Wales hay Victoria, nên dân số người Việt cũng giảm bớt. Còn mặc dù con số nó mở, nhưng mà chúng tôi sinh hoạt rất là năng nổ và đóng góp tích cực cho cái xã hội này. Sau khi tốt nghiệp Đại học Úc, cô Trần Thị Nga đã dấn thân vào sinh hoạt cộng đồng Wollongong. Cô cho biết cộng đồng Wollongong tuy dân số không đông, nhưng luôn luôn đi hàng đầu trong các công tác cứu trợ thiên tai, quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Vì thế, duy nhất cộng đồng Wollongong được chính phủ tài trợ để hoạt động cho đến hôm nay. Cộng đồng của chúng em ở dưới này, tụi em rất là chăm lo về những cái thế hệ trẻ. Tụi em cũng có một cái trường Việt ngữ, thì tụi em cũng tổ chức những cái sinh hoạt cho các em thiếu niên. Người Việt tị nạn tại Úc đã thành lập một tổ chức cộng đồng và đoàn thể chặt chẽ từ liên bang đến tiểu bang. Lần lượt các tổ chức ra đời, khởi đầu là các hội cựu quân nhân, hội cao niên, hướng đạo, hội phụ nữ. Sự xuất hiện khá rầm rộ của những hội ái hữu cựu học sinh của nhiều trường nổi tiếng trước 1975 và những đoàn thể chức nghiệp đánh dấu một giai đoạn mới trong tiến trình định cư người Việt tại Úc. Bằng chứng nói lên là mọi người cũng đồng tâm hiệp lực để mà xây cất một cái nơi để tưởng nhớ tới các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là các chiến sĩ đồng minh phải hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Cái hội cựu quân nhân được thành lập từ cuối năm 79. Theo danh sách chúng tôi tổng kết được thì nó khoảng là gần 400 cựu quân nhân tại tiểu bang. Thì ngoài cái nhiệm vụ chính đó thì chúng tôi còn có cái sự hỗ trợ cho cái sinh hoạt bên cộng đồng. Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Victoria nằm dưới cái dù của Tổng hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu. Chúng tôi sử dụng cái club này là tên nó là Footscray ASL, được các cựu chiến binh quân lực Hoàng gia Úc Đại Lợi tin cẩn chúng tôi và giao cho chúng tôi điều hành cái này giống như một trụ sở của một hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Victoria vậy. Cựu chiến binh Úc tham chiến Việt Nam, họ mời chúng tôi đi diễn hành ăn giác đê hàng năm ở City. Ở đây cũng như là ở các tiểu bang khác đều có những sinh hoạt gây quỹ cho thương phế binh ở quê nhà. Anh em cựu quân nhân sinh sống tại Canberra đã tập hợp lại với nhau và lập thành một ban chấp hành đầu tiên. Rồi sau đó với cái phong trào vượt biên, số anh em cứu quân nhân tới Canberra cư trú càng ngày càng đông. Hàng năm vào ngày 25 tháng 4 thì hội ASL tại Canberra họ đều mời chúng tôi tham gia cái buổi diễn hành ngày quân lực Úc. Chúng tôi luôn luôn sát cánh với lại cộng đồng người Việt tự do trong tất cả mọi hoạt động. Cái sự có mặt đó nó mang một ý nghĩa đó,
là không để cho cái lý tưởng của mình bị mai một. Lúc đầu chúng tôi tập hợp những con em của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm nòng cốt. Đặc biệt ở tại Úc Châu thì tiểu bang Victoria, Melbourne thì chúng tôi có 5 cái hội chợ. 4 hội chợ ở local và 1 hội chợ của cộng đồng người Việt Victoria. Thì chúng tôi cũng đã kiếm được một số ngân quỹ để mà gửi về tiếp trợ cho các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn ở tại Việt Nam. Hội này được thành lập năm 1998. Cái số hội viên ở đây là ngót nghét là gần 180 người. Chúng tôi sinh hoạt từ thứ ba tới thứ sáu. Như quý vị thấy là có phòng ping pong, phòng dancing, phòng đánh cờ, phòng đọc báo, đọc sách, phòng chơi internet. Là mỗi tháng là có sinh hoạt, đặc biệt là có tổ chức sinh nhật cho các hội viên đó. Cộng đồng người Việt tại Tây Úc này ít nhưng mà có tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau và có những chương trình xã hội thì đều cùng chung tay đóng góp. Người đứng bên phải của tôi là chú Trương Văn Thi. Chú đã từng là cựu hội trưởng của Hội Người Việt Tự Do tại ACT và cũng đã từng giữ chức vụ trong một khoảng thời gian rất là dài là hội trưởng của Hội Người Việt Cao Niên Tự Do tại ACT. Một trong những cái điều mà chúng tôi đây cũng như là những anh chị em khác ở trong ban chấp hành mà rất tiếc không có mặt hôm nay, và đặc biệt là những hội viên kỳ cựu của Hội Người Việt Cao Niên Tự Do, đó là cái tinh thần muốn duy trì cái truyền thống dân tộc Việt Nam. Và trong Hội Cao Niên nói chung là mình rất là trẻ, tại vì hội trưởng, hội phó đều trẻ hết. Mình thì có một cái khả năng là nấu ăn rất là ngon, nên mình đảm nhận nấu ăn cho hội cao niên. Đây là một cái công việc nó không phải là lớn nhưng mà rất cần thiết cho các anh chị cũng như các bác càng ngày càng lớn tuổi. Tại vì có một cái nơi mình cùng nhau nói tiếng của mình ăn thức ăn mình muốn và chia sẻ những nỗi niềm. Các bác con hiên ở đây sau khi định cư thì rất là biết ơn đối với chính phủ. Thành ra trong cái đời sống của các bác dù rất là hạn hẹp về tiền bạc nhưng luôn luôn muốn đóng góp vào cái chung để trả ơn lại. Hội Phụ Nữ Liên bang Úc được tài trợ của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương để điều hành và cung cấp các dịch vụ giúp đỡ những gia đình tị nạn Việt Nam khi đặt chân đến Úc. Về cái tiến trình thành lập của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại New South Wales, đó là do một số chị em thiện nguyện, chúng tôi thấy cái nhu cầu để giúp cho những chị em phụ nữ và gia đình tị nạn sau cái Sài Gòn sụp đổ 1975 đó. Thì hồi xưa ở Việt Nam mình, chúng ta đa số là người phụ nữ ở trong nhà. Khi qua đây đó, mình phải bị thành lập từ cái số 0. Vì vậy mà mình cùng đi ra để làm việc với người bạn đời của mình, đang mới có đủ để mà lo cho tương lai của con cái. Cũng từ Hội Phụ Nữ, các phụ huynh đã hướng dẫn con cái ý thức được bổn phận với xã hội. Những năm gần đây đó là cái ban chấp hành cộng đồng đó gồm đa số là các em trẻ. Và các em trẻ đó họ ý thức được cái bổn phận của họ, chẳng những đối với cộng đồng Úc mà đối với cộng đồng Việt Nam. Mỗi năm đó 30 tháng 4 đó là mình có cái ngày quốc hận, thì chính các em đó là trưởng ban tổ chức. Hàng năm vào ngày 25 tháng 4 tại Úc và Tân Tây Lan thường tổ chức lễ tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ Úc và Tân Tây Lan đã hy sinh trong đệ nhất thế chiến. Ngày lễ có tên là Anzac Day. Tại các tiểu bang và lãnh thổ, các hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được mời tham gia và diễn hành chung với hội cựu chiến binh Úc
trong ngày Anzac Day. Mr. Bill Wallace. Mr. Wallace is our 97-year-old veteran. He was the last of our World War. Trên thực tế, chúng tôi khuyến khích người Việt Nam trở thành một phần của chi nhánh RSL này. Dịch vụ của RSL là phi giáo phái, phi chính trị và phi tôn giáo. Vì vậy, nghĩa vụ của chúng tôi là phục vụ lợi ích của các cựu quân nhân. Xin chào mọi người. Tôi tên là Kiều Anh. Tôi là Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Queensland. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng đối với các thế hệ trẻ của chúng tôi khi tham gia ngày Anzac là để ghi nhớ tất cả những người lính đã hy sinh cho chúng ta được tự do, cho đất nước chúng ta, cho tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục ghi nhớ họ. Bằng cách này, chúng tôi không quên ơn họ về những điều họ đã làm, và chúng ta cũng nhớ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đường thành lập vào năm 2000, tính đến nay đã gần 20 năm. Võ Đường đã quy tụ nhiều các giới trẻ, người Việt cũng như người bản xứ và các cộng đồng sắc tộc khác. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã thu nhận hàng ngàn lượt quân sinh, và đây là một cái lực lượng rất là hỗ trợ, rất là tích cực cho những sinh hoạt cộng đồng tại Nam Úc. Khi nói về vua Việt Nam tại Nam Úc thì phải nói tới công lao võ sư niên trưởng Lê Công Danh, tức là hiện tại là võ sư chủ tịch của Hội đồng Võ sư Úc Châu. Hàng năm chúng tôi luôn phiên tổ chức những cái cuộc thi, những cái khóa đặc huấn đào tạo huấn luyện viên, đào tạo giới trẻ, đào tạo thanh thiếu niên. Và bên cạnh đó là một cái quốc gia, một cái nước, một cái hòn đảo gọi là tân đảo New Caledonia. Thì hàng năm võ sư niên trưởng, tức là thầy Lê Công Danh, vẫn thường xuyên gửi võ sư hoặc là huấn luyện viên qua bên đảo đó để mà giúp thêm, hỗ trợ xem về mặt kỹ thuật. Hội của chúng tôi thì thành lập mới đây, nhưng mà luôn luôn là sát cánh với cộng đồng. Có những công tác mà cộng đồng giao thì hầu như là không từ chối, mà luôn luôn là hoàn thành cho đến mức tối đa khả năng anh em có thể thực hiện được. Xin đại diện cho Ban Thế Âm Nê Tự tại Nolamara. Dạ thưa, chúng tôi là một từ hậu đoàn về tôn giáo, nhưng mà cộng đồng người Việt Tiểu Bang Tây Úc lúc nào chúng tôi cũng sát cánh và hỗ trợ với cộng đồng. Association of Australia Victorian Branch Education Team, and our Vietnamese language presentations for 11 students from various Vietnamese language schools. Memorial Bursary for 2019. The bursary is awarded to a young Vietnamese who is a direct descendant of servicemen and women in the military forces of the Republic of Vietnam, who is active in the Vietnamese community, but especially within the Vietnamese veteran community. Cổ soát kê tế vật nước non vật nước non nhà
thương, rất là ngưỡng mộ những cái sinh hoạt ở địa phương này vì nó giúp cho không những thế hệ hiện đại tiếp nối được cái dòng lịch sử của người Việt Nam, nhưng mà giúp cho các em trẻ sinh ra và lớn lên ở bên này vẫn biết được nguồn gốc và lý do tại sao người Việt Nam chúng ta tha hương nơi đất khách quê người. Năm nay tôi 97 tuổi, tôi nhận thức rằng cộng đồng là nước mà tôi là cá, thì cá sống trong nước. Tôi mong rằng luôn luôn mình có cái ý thức rằng cái giới trẻ là mầm non của dân tộc. Tôi đến đây để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và về những người lính mà trong cuộc chiến đã từng chiến đấu cho đất nước tôi, cho đất nước của cha mẹ tôi. Tôi cho đây chính là cơ hội để cảm ơn họ và cảm ơn những người lính Úc đã giúp chúng tôi. Con tên là Tuệ và đây là những học sinh của hội VSA, Victoria Student Association. Những người lính mà đã chết trước mình, họ đã chết để cho gia đình của con, cho tụi con qua đây học hành, ăn uống, có cơ hội để sống một cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi đến đây để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Thật bất hạnh cho đất nước khi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm cả nước, chiếm miền Nam Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 75 đã đánh dấu một chặng đường đầu tiên của hàng triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi, tìm đến bến bờ tự do. Cộng đồng người Việt tự do cùng các tôn giáo đến đây để dâng lời cầu nguyện. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát chứng minh cho toàn thể dân tộc Việt Nam sống thoát khỏi ách thống trị của Cộng sản. Tuyền mong mây ngôi đời lính đênh, tuyền bấm bênh cuộc sống mơ hồ, lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng. Họp nơi cộng đồng New South Wales để tưởng nhớ đến ngày đất nước mình thay đổi. Nhưng mà cái trang sử này nó thật là tối đen cho cả toàn dân. Chương trình phát thanh Việt ngữ của cộng đồng này đó, nó đã có từ năm 1982. Cái mục tiêu là để gửi đến đồng bào ở tại đây tất cả những cái tin tức gì là tin chính xác, lấy từ các cái nguồn tin chính thức của các cái thông tấn xã ở trên thế giới. Trải qua hơn 4 thập niên tới ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện nhiều tờ báo khác nhau. Chúng tôi hiện đang là chủ bút điều hành tờ Tuần báo Văn nghệ. Tờ báo này sinh sau đẻ buộc nhất trong làm báo Việt ngữ tại Úc Châu. Nhưng mà tuy nhiên nó đã có một cái sự ảnh hưởng lớn tới cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Lý do là nó đã truyền tải được tất cả những sinh hoạt của cộng đồng người Việt, cũng như truyền đạt được
những cái mong muốn của người Việt chúng ta về quê hương và đất nước. Thập niên 80 đó thì có những tờ báo từ tiểu bang khác tới như là TV Tuần San hoặc là Việt Luận hoặc là sau đó Chiêu Dương và Văn Nghệ, cũng do cái nhu cầu trong cộng đồng lúc đó càng lúc càng lớn mạnh để phát triển được cộng đồng theo một cái nhìn chung. Một số anh em đã hợp tác và hình thành cái Adelaide Tuần Báo này cách đây khoảng 18 năm. Thì lúc nào tôi cũng mang một cái hoài bão là sao có thể viết lại về cái hành trình vượt biên của mình và cái lịch sử của thường dân Việt Nam. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Tại vì cả hàng triệu người Việt Nam mình ra đi thì có hàng triệu câu chuyện khác nhau. Thì cuốn sách này có 43 chuyện của những người đã từng vượt biên và sống sót để kể lại cái hành trình của họ. Và cũng có những người nước ngoài chẳng hạn như những người làm cho cầu Quy Tân Hàng Liên Hợp Quốc hoặc là những người bác sĩ họ volunteer để vào trại tị nạn để chữa bệnh cho người Việt Nam. Với chính sách đa văn hóa của chính phủ Úc, nhiều sắc tộc như Việt Nam, Lào, Cao Miên, Thái Lan, Trung Hoa, Tây Tạng đến định cư, mở đường cho Phật giáo bắt đầu giai đoạn phát triển mạnh nhất trong lịch sử Phật giáo tại Úc. Phật giáo Việt Nam tại Úc hiện có 4 giáo hội khác nhau: Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Tính đến nay có khoảng 70 tăng ni người Việt và trên 30 tự viện Việt Nam trên khắp nước Úc và Tân Tây Lan. Ngôi chùa Quang Minh là một trong những ngôi chùa có mặt đầu tiên tại nước Úc Đại Lợi. Chúng tôi phục vụ trên dưới 20.000 Phật tử sống ở phía miền Tây của thành phố Melbourne này. Đức Dalai Lạt Ma cũng đã ghé ngôi chùa Quang Minh này 3 lần. Năm ngoái tiếp một cái phái đoàn còn đại diện cho Đức Giáo Hoàng từ Vatican cũng được tiếp tại đây. Đến năm 75 đó, đi làm việc thật sự không lâu thì bị tù, cộng sản quá tù cho nên cũng trở ngại, rồi dần dài cho đến năm 83 mới đi vượt biên đến Úc được, tháng 11 năm 83. 36 năm ở nước ngoài của vị tu hành là trại Pulobidong, rồi định cư tại Sydney và sau cùng đến Canberra đầu năm 1984. Thời gian đầu, nơi thờ phượng chỉ là những ngôi nhà nhỏ, thay đổi nhiều lần cho đến khi được chính phủ cấp cho một mảnh đất hoang. Tất cả chương trình lớn nhỏ phải xây là 25 cái project ở trên miếng đất này. Và hiện giờ đã xây xong 20 cái rồi. Chùa Phổ Quang được sự chính phủ tiểu bang và của liên bang hỗ trợ về tài chính rất là nhiều. 70% là sinh hoạt cho cộng đồng, 30% là sinh hoạt cho tôn giáo. Chúng tôi được cái may mắn là đi ra khỏi Việt Nam trước năm 75. Có hai vị tôn túc đã tới trước, đó là Hòa Thượng Phước Huệ và Hòa Thượng Viền Tôn. Ba vị ngồi lại với nghĩ tới một cái đường hướng để mà mở rộng cái vai trò hoạt động của mình. Cộng đồng người Việt tự do ở Liên bang Úc là có cái tinh thần đoàn kết. Cái nhiệm kỳ nào mà quý vị lên phục vụ cho cộng đồng người Việt đó, thì đều có chúng tôi có Phật giáo ở trong đó. Đây là một trong những ngôi chùa làm với một tiến trình rất nhanh. Thì trong vòng 2 năm rưỡi thì chúng tôi đã là hoàn thành tất cả hạng mục. Trong vòng 30 năm hoặc 50 năm ở đây, tức là mình chỉ mới trồng cái cây nó mới lên thôi, chứ thật sự nó chưa có đủ sức để nó lấy được cái từ cái mạch nguồn của đất nước Úc Đại Lợi này. Chưa lấy được những cái nhân tài hoặc những người Úc thật sự mà để họ
hướng dẫn hoặc là để họ tu hành và họ được nói rằng họ được cảm hóa bởi đạo Phật qua những người Việt Nam. Nhờ cái ơn của chính phủ tại Nam Úc là một tiểu bang được mệnh danh là đa văn hóa sắc tộc, họ đã ưu đãi rất là nhiều cho những người tị nạn, nhất trong đó có Phật giáo. Nhờ cái thuận lợi đó mà cái ngôi chùa nó được hình thành rất là tốt đẹp và dường như nó trở thành một cái trung tâm của những người Phật tử tại Nam Úc. Ngày 3 tháng Giêng năm 2016, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức ngày Đản Sanh lần thứ 96 của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại trụ sở Phật giáo Hòa Hảo Melbourne, tiểu bang Victoria. Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939 tại làng Hòa Hảo do Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ sáng lập khi chưa tròn 20 tuổi. Từ năm 1945 đến năm 1954 là thời kỳ Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây Nam Bộ bị Việt Minh càn quét, đốt phá nhà cửa, lương thực, giết hại tín đồ Hòa Hảo. Ngày 16 tháng 4 năm 1947, Đức Huỳnh Giáo Chủ đột ngột mất tích khi đến Tân Phú, Đồng Tháp 10 để hòa giải xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo. Người Việt tại Úc Châu cử hành lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cũng là tưởng niệm các nạn nhân Phật giáo Hòa Hảo hy sinh vì đạo Pháp. Đầu tiên nhất chỉ có 5 gia đình người tín đồ Cao Đài chúng tôi quy tụ lại với nhau từ năm 1984. Và hiện thời đồng đạo của chúng tôi đây thì không có đông, khoảng chừng 70 gia đình, không có nhận trợ cấp nào từ phía chính phủ của Úc, chúng tôi tự lo lấy. Cho đến nay thì có khoảng chừng độ 2.000 tín đồ ở tại New South Wales. Đảo Cao Đài thì còn có rải rác ở các tiểu bang khác. Sinh hoạt ở đây thì chúng tôi cũng lúc nào cũng gắn liền với các sinh hoạt Cao Đài ở hải ngoại. Chúng tôi cũng lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng người Việt tự do trong mọi sinh hoạt.